Kính thưa cộng đoàn phụng thân mến, con muốn chia sẻ cùng với cộng đoàn một cái ý tưởng, đó là sự không tưởng. Không ai nghĩ và cũng không ai đoán trước này. Chỉ một mình Chúa Giêsu thì Ngài biết, cho nên Ngài nói với Chúa Cha là mọi sự đã hoàn tất. Hoàn tất là Ngài biết cái công trình của Chúa Cha và Ngài đã thi hành, nó đã đầy đủ và nó xong rồi. Còn chúng ta thì không tưởng. Ngay cả Giuđa cũng không tưởng được việc mà Chúa Giêsu lại chịu đi vào một cái con đường chết như vậy. Khiến ông thất vọng và ông đi đến chỗ của ông. Phêrô cũng thế, cũng không tưởng được. Mà cũng bảo anh chị em trong Tam Nhật Thánh theo dõi lời của Chúa, và nhất là theo dõi cuộc khổ nạn của Chúa, cùng bạn chị em có nghĩ đến cái ông ăn trộm. Ông cũng không thể hình dung được. Mà con tâm đắc cái chỗ này, con không nghĩ rằng Chúa lại tha thứ cho một cái tên đầu trộm đuôi cướp như vậy. Không thể tưởng. Và cái ông ăn trộm đó, ông cũng không tưởng được, và vui mừng đến mức độ mà ông không thể diễn tả được nữa. Gặp con lúc đấy là con giật ra khỏi đinh thập giá và nhảy xuống vui mừng. Vì Chúa nói ngay ngày hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Không ai nghĩ. Không ai nghĩ một vị Thiên Chúa lại xử sự như thế. Cũng không ai nghĩ là tại sao Chúa lại phải gánh vác. Vì ông ăn trộm nói là ông này không có tội gì hết. Còn chúng ta xứng đáng với việc của chúng ta làm. Chỉ tích tắc, ông nhận thấy sự hối cải và ông tin vào Chúa. Cho nên ông nói rằng chỉ cần Chúa nhớ đến con thôi, chứ ông không xin là cho con vào cái nước của thầy đâu, mà xin thầy nhớ đến con. Chúa khỏi cần nhớ, nó mệt lắm. Chúa bảo vào ngay mà ở đi. Một hoa quả đầu tiên mà Chúa Giêsu đã gặt hái một linh hồn. Cũng bạn chị em rất là hạnh phúc. Hạnh phúc mình sống trong Tam Nhật Thánh cùng với cha Đa Minh. Ai cũng bàng hoàng lắm. Thiếu nhi thì gọi điện cho con để hỏi cha Tiến, tại sao vậy? Lãng xẹt vậy. Con được các anh em ở dưới bảo lập báo cho con biết. Con mới gọi cho em Việt Vinh sao. Và rồi từ đó con chẳng có báo cho ai cả. Rồi lên lễ dầu thì các cha bàn tán về cái sự ra đi của cha Đa Minh. Có cha thì bảo là đúng ra anh bệnh là phải đi bệnh viện. Người thì bảo giá biết vậy. Rồi nhiều cái nghi vấn đặt ra giữa cái chết của cha Đa Minh. Còn đối với con thì con chỉ suy nghĩ việc mà Chúa làm. Đồng ý với xác thịt, hai anh em con xin lỗi, chứ có những cái đau khổ mà cũng bà anh chị em, ngay cả người thân nhất của cha Đa Minh là bà cố đi chăng nữa cũng không thể biết được. Vì chỉ có hai anh em mới chia sẻ rồi. Không phải là không muốn nói cho người mẹ hay nói cho người khác biết, nhưng mà sự chịu đựng chỉ có hai anh em chúng con cảm nhận được một thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái việc làm của cha Đa Minh từ trong Đại Tông, Ca Đô, An Hòa, Gân Reo và ngày hôm nay ở Kim Phát. Chúng ta chỉ nhìn thấy được cái bề nổi đó mà thôi. Mà cái vinh quang đó thì phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt. Có những điều không ai có thể hiểu được đâu. Còn nhớ thì anh em con đang làm thầy, hai anh em đi chiếc Honda từ dưới Bảo Lộc, Ngài tiễn con về giáo xứ Tu Cha để đi giúp, lên tới ngã ba Phi Nôm, tới ngã ba Bồng Lai. Vinh ơi, quay đầu về đi, anh chắc không đi nữa. Thì Ngài bảo với con là thôi anh cứ cố,
vào trong đó ở một tuần viếng thánh thể. Nếu không chịu đựng được thì mới về trên để tìm hướng. Hai anh em đứng lại hút hết một điếu thuốc và rồi con trở lại. Rồi biết bao nhiêu các cái công việc khác nữa, vì lòng nhiệt huyết mà muốn cho các tín hữu với sự hướng dẫn và trách nhiệm của bổn phận của một linh mục, muốn cho anh em được ơn cứu độ thì cũng phải trả giá. Thế thì những cái điều đó ai cảm nhận được? Thưa, chỉ có Chúa và các linh mục bước theo con đường của Chúa mới đón nhận được. Chứ có thì bảo cái ông này, ông thế này, ông thế kia. Một giáo xứ ít nhất cũng từ ngàn người trở lên. Không thể anh em chúng con làm vừa lòng tất cả mọi người được. Nhưng mà vì lòng mến của Chúa và cái trách nhiệm và bổn phận, mình biết mình phải hướng dẫn. Ngài gọi điện cho con cứ vào cái dịp lễ phục sinh, Ngài cũng gọi điện. Hoặc là ngày quan thầy của anh em thì hai anh em cũng gọi điện để ăn cơm với nhau. Thưa bà chị em biết, một mâm cơm nó rất là thịnh soạn, một đĩa kho, thịt kho 3 ngày, cá kho 4 ngày, một tô canh, hai anh em ngồi ăn với nhau. Còn lại tất cả, ông bảo ăn cái kiểu như vậy chắc là sắp sửa mua xe ô tô rồi đấy. Hai anh em với con thì lúc mà con ở dưới Đà Tẻ thì Ngài ở trên Ca Đô với An Hòa, thì có nhiều người xin lễ thì Ngài lại chuyển đi lễ xuống. Nhưng khi Ngài về Gân Reo thì Ngài lại gọi anh Tiến, anh có dùng đi lễ chuyển cho em. Tất cả cái công lao dâng lễ đi lễ đó linh mục được hưởng đó, nhưng Ngài lại dành cho cái công việc chung của giáo xứ, thậm chí còn cấy những cây hoa để làm gì, để giảm bớt chi phí cho giáo xứ. Mấy ai hiểu được, Ngài ra đi cũng chỉ một chiếc Honda rồi sách vở trên tay mà thôi. Ngài để lại cho chúng ta được cái gì? Chắc chắn những ai tiếp xúc thì đón nhận được cái điều đó và cảm nhận được cái điều đó. Cho nên con cảm thấy một cái sự bất ngờ cũng như một sự không tưởng được của một đời linh mục mà Chúa gọi không ai ngờ. Nhưng đối với con thì con cảm thấy Cha Đa Minh Ngài có một cái chết tuyệt vời, bởi vì Ngài hằng chuẩn bị, và nhất là khi con nghe em Việt nói là Ngài ra để chuẩn bị dâng lễ thì thấy người khó chịu. Trước khi dâng lễ thì Ngài vẫn thường gọi điện cho con, Ngài chia sẻ anh em là cứ dậy đánh răng rửa mặt xong rồi vệ sinh xong thì em lại đọc kinh. Đọc kinh xong em lại chuẩn bị tâm hồn để dâng lễ và chuẩn bị bài giảng. Một sự chuẩn bị sẵn sàng để Chúa mời gọi bất cứ lúc nào mà Ngài lại được Chúa gọi trong cái mùa đại phúc này. Chắc chắn chỉ có lời của Chúa mới an ủi được chúng ta. Giống như bà Maria Magdalena, khi bà tảng sáng vì cái lòng yêu mến của bà mới chạy ra Chúa từ tảng sáng thôi. Còn cứ mấy chị em nghĩ giới trẻ nhiều khi tối nay vui quá mừng Chúa phục sinh rồi, sáng mai đổ ai đến tảng ơn Chúa. Còn Cha Đa Minh thì là tiếp tục, nếu như Ngài còn sống thì Ngài cũng lại tiếp tục vui với mọi người đó, rồi tối đến là kinh sách chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Ngài làm cái điều đó là bởi vì Ngài sắp tiến vào sự phục sinh của Chúa. Cho nên Ngài có cái bất ngờ và chắc chắn là Ngài cũng muốn Chúa nhớ đến Ngài lắm. Và chúng con cũng chỉ cần Chúa nhớ đến để Chúa nâng đỡ cho anh em chúng con vượt qua những lúc khó khăn của cuộc sống. Hôm nay Chúa gọi Ngài nhiều cái bất ngờ và không ai tưởng được. Có em ở Kinh Pháp mình nhắn tin cho con, giáo xứ con hết nước mắt rồi.
anh em chúng con thì nay đây mai đó việc Chúa gọi đâu có biết đâu. Một con người đang khỏe, cả con thì ốm đau trước Ngài nhiều, Chúa chắc là để con đền tội tiếp sao? Mà nhìn lại thì thấy một cái sự ngạc nhiên như một ông ăn trộm mà Chúa cho vào thiên đàng, ta không tưởng tượng được. Và ngay cả các tông đồ khi chạy đến mộ Chúa thấy cái việc làm của Chúa ngăn nắp như vậy đó, trên Gioan tin vào cái việc Chúa sống lại rồi, nhưng các ông vẫn còn những cái tảng đá khác, các bà vẫn đang còn những cái tảng đá khác, cứ nghĩ là người ta lấy xác Chúa. Nhưng sống trong cái môi cảnh đó thì chắc chắn mỗi người chúng ta với xác thịt con người thì chúng ta cũng nhìn theo cái nhìn đó mà thôi, cũng bỏ Chúa mà chạy thôi, quân dữ ghê lắm. Trên bài tin mừng ngày hôm nay thì cũng như bài đọc 2, Thánh Phaolô ngài nhắc nhở mỗi người chúng ta hướng về trời thì tìm kiếm những sự trên trời. Chúng ta cũng có thể bắt chước những việc làm tốt của Cha Đăng Minh, và rồi có những gì chắc chắn trong cuộc sống của Cha Đăng Minh. Con thay mặt trẻ em con, vì anh em con cứ gọi nhau là anh em, xin mọi người học nơi lòng thương xót của Chúa và tha thứ cho Ngài. Có thể một câu nói, có thể một cử chỉ để làm cho chúng ta buồn, thì vì tình thương, vì lòng đại lương mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong mùa chay qua bí tích giàu ngoài, thì giây phút cuối cùng này con cũng xin tất cả quý vị cũng lượng tình tha thứ những lỗi lầm cho Cha Đăng Minh, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện với nhau. Và con nghĩ rằng Cha Đăng Minh nếu được lòng thương xót Chúa, nếu mà được cái sự bất ngờ mà Chúa nói với ông ăn trộm ngay hôm nay, con là linh mục của Thầy, con cũng sẽ được Thầy nhớ mãi và không còn phải cần ngần ngại gì. Đăng Minh vinh, con hãy vào thiên đàng mà hưởng. Con tin cái điều đó. Nếu con có chia sẻ dài một chút thì xin quý bà chị em thông cảm với con có cái tật cứ nói hết chữ con mới nghĩ. Mà con suy nghĩ về cuộc đời của Cha Đăng Minh, con muốn diễn tả nhiều. Mặc dù 13 năm đời linh mục chưa là gì, nhưng Cha Đăng Minh luôn luôn nhắc nhở con một câu như thế này: các cha thì đều hãnh diện là mình dâng lễ nhanh để thu hút được người đến tham dự thế này thế nọ, nhưng em, anh Tiến có biết không, em luôn luôn phải đàng hoàng và luôn luôn phải rất trân trọng cái thánh lễ dù lâu hay ngắn. Thì con nhớ lại câu nói của thánh nữ Teresa Calcutta: cha, con xin cha dâng thánh lễ này như là thánh lễ đầu tiên cũng như là thánh lễ cuối cùng của cuộc đời linh mục. Con thấy được cái điều chuẩn bị đó nơi Cha Đăng Minh, thì con nghĩ rằng với những yếu đuối, với những cái giới hạn của con người, thì Chúa cũng sẽ rộng lòng, và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đón nhận nhiều cái ngạc nhiên của Thiên Chúa lắm. Và giờ phút này chắc chắn Cha Đăng Minh cũng nói với bà cố: mẹ hãy nhớ đến con, các em cũng được. Và ngay Ngài cũng sẽ nhắc nhở tôi rằng anh còn ở lại, hãy dâng thánh lễ một lần trong đời cũng như là kết thúc của cuộc đời mình, thì thánh lễ phải sốt sắng. Và thánh lễ sốt sắng thì chúng ta tạ ơn đến Chúa, chúng ta có thể ngồi đếm tiền mấy tiếng chúng ta không thấy mệt, nhưng chúng ta mà dự lễ mà ông cha nói dài ấy, là cái ông này ông cha mà chúng con nó khổ rồi đấy. Nhưng mà chị em biết chúng con là linh mục viết tắt là LM đấy, lắm mồm lắm miệng lắm mép lắm thứ lắm, mà cứ lắm là phải nói nhiều. Như là nhưng mà chị em thôi, hôm nay ngày lễ Chúa Phục Sinh là niềm vui cho tất cả mọi người.
con cũng như tất cả quý bà anh chị em cần thiết nghĩ rằng dâng người con, dâng người anh, dâng người em, dâng người cha thân yêu của chúng ta đã thành công rồi. Nó phải trải qua một cái cuộc thanh luyện mà được thanh luyện ngay trong mùa đại phúc này nữa. Xin cha Đa Minh nâng đỡ cũng như chuyển lời, nếu được đẹp lòng Chúa rồi, xin Ngài cũng nhớ đến bà cố, các em, nhớ đến tất cả các bạn, chị em mà em tiếp xúc, cũng như cũng nhớ đến anh một chút, để can đảm tiếp tục cái con đường mà Chúa mời gọi. Xin Chúa chúc mừng cũng như bàn ánh sáng cuộc sinh của Chúa cho tất cả những người chúng ta, để chúng ta vượt qua những khó khăn, vượt qua những thử thách và vượt qua những đau khổ của cuộc sống, để chúng ta vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa.